Sweetie, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Girl Secret. Thật ra thì Swat Song là một trong những cái điều mà mình rất là thích thú và mơ ước. Thế nhưng mà không hiểu vì sao mà cứ mỗi lần làm cái video này á, thì mình lại cảm thấy rất là áp lực. Mặc dù đây là những cái chủ đề mà mình rất là thích đó, nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay mình dũng cảm và ngồi đây để mà Swat Song cho mọi người xem. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu vào chủ đề chính luôn nha. Mở đầu là em Son Bóng đến từ nhà trà Lottery. Ban đầu thì mình cảm thấy hơi thất vọng một tẹo vì mùi hương vani thơm thanh thường thấy ở nhà trà Lottery lại không có ở em Son này. Nhưng đổi lại thì em Son này lại có một màu đỏ hồng rất độc và lạ. Ngay cả da ngâm như mình cũng có thể dùng được nè. Chất son gel đặc thế nhưng trên môi lại rất là dễ chịu nha. Và không có cảm giác se dịch trên môi. Tuy son nhìn trông có màu đỏ thuần, thế nhưng trên môi mình son lại có một màu đỏ pha hồng rất là yêu. Có thể nói đây là em son đỏ hồng đầu tiên hợp với mình nè. Kiểu như càng nhìn càng yêu á. Em son thứ hai cũng đến từ nhà Chocolatberry dòng Kissing. Ban đầu thì mình có hơi thất vọng một tẹo bởi vì có thể là do mình chưa quen với những cái màu son nổi bật như thế này trong thời gian dài. Nhưng hiện tại thì em này vẫn rất là ok. Vẫn là mùi thơm vani rất thanh và nhẹ từ Chocolatberry. Nhưng với dòng son và màu son này thì khiến mình không mấy ấn tượng. Càng trồng son dần lên thì màu cam sẽ càng hiện rõ trên môi. Chất son dễ chịu nhưng nếu bạn bọc son với khăn giấy thì son sẽ cho bạn cảm giác khô khô căng căng ngay lập tức đó nha. Son sẽ dày ra rất rõ và đậm. Thế nhưng nếu bạn chẳng ăn uống gì mấy thì màu son vẫn giữ rất là bền đó nha. Nói tóm gọn lại thì với Chocolatberry, bạn nên thật sự phải tham khảo màu từ các YouTuber khác nha. Vì họ luôn luôn trưng bày màu son rất là khác so với màu son ở ngoài thực tế đó. Chúng mình cùng đổi gió qua nhà YSL nha. Đây là em son mình đã để trong ba lô vài tháng liền nè. Mình thích màu son bởi vì bạn có thể trồng lớp và đặc biệt là với lượng son khác nhau thì son sẽ cho ra một màu khác nhau luôn. Nếu chỉ đánh một tẹo ở lồng môi á, thì son có màu hồng, đỏ, nâu, tím rất là dễ thương và cực kỳ nổi bật luôn. Càng trồng dần lên thì màu tím sẽ càng hiện rõ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì em son này vẫn luôn khiến răng bạn sáng bần bật. Son có mùi thơm nước hoa rất sang trọng, không hắc, không nồng, rất là thanh. Bạn chỉ có thể ngửi thấy màu son khi kê sát son vào mũi hoặc là khi bạn đánh son. Son lên môi rất đậm màu, điểm trừ lớn nhất là son trôi không đều, nhìn rất xấu sau khi ăn. Ngoài màu và mùi hương thì mình không có gì mấy ấn tượng với lại em son YSL này cả. Tiếp theo là một em son nhà Matchbox. Đây là một cây son đầu tiên mình sở hữu từ nhãn hiệu này nè. Ban đầu khi mình thử son tại shop thì mình đã rất là phấn khích vì đây là màu son mà mình đã tìm biết bao nhiêu lâu nay. Một màu son đỏ quyến rũ, quyền lực, phù hợp với mọi tone da là đây nè. Đỏ gạch, nâu đất và một tẹo màu cam rất rất ít thôi. Màu son này chưa bao giờ hết hot cả. Son lên màu rất chuẩn và lì và dù bạn có trồng nhiều lớp đi chăng nữa thì son vẫn cứ là lì thôi, không hề bóng. Son không khiến môi bạn bị khô đét, cũng không giúp bạn giữ môi đâu. Nên là nhớ bôi một chút son dưỡng và bọc với khăn giấy để lấy đi lớp bóng nha. Son sẽ lên màu cực kỳ chuẩn và lì luôn. Tiếp đến là một em son có giá mềm hơn rất nhiều đến từ nhà L'Oreal.
nếu được đánh giá thì mình nghĩ packaging của em này lại còn độc đáo và sang chảnh hơn kiểu YSL. À, mình thấy mình thật là dị đúng không? Đây là một em son bóng được mang trong mình với mác một em son hỏi vì nó rất là bóng luôn. Theo cá nhân của mình thì độ bóng của em này không phải là độ bóng trong trẻo mà nó thiên về độ bóng nghệ thuật hơn á. Ví dụ như là siêu mẫu chụp ảnh nè. Chất son trên môi khiến mình không cảm thấy an toàn một chút nào khi sử dụng vì cứ lo son sẽ dây vào răng hoặc là tóc sẽ kéo một đường son đỏ hỏn trên mặt của mình á. Nghĩa là son không hề set trên môi, nó cứ trơn trơn chụt chụt như thế nào á. Theo cá nhân mình thì màu son này rất là nghệ khi bạn chụp ở studio như Instagram nè. Nhưng để dùng hàng ngày thì mình nghĩ bạn nên cẩn thận một chút nha. Tầm 2 giờ thì son sẽ dần khô lại và khiến bạn có cảm giác căng căng, khô khô một xíu. Son có mùi thơm nhẹ của berry nhưng rất nhẹ thôi. Cuối cùng là một em son đến từ nhà Victoria's Secret. Màu đỏ hồng neon chính là màu của em son này nè. Chất son xốp đặc sẽ để lại cho bạn một lớp son mịn như nhung sau khi đánh. Vì không phải là chất son lì nên chắc chắn là son sẽ dây vào bất cứ đâu mà môi bạn chạm đến nha. Sau khi chơi son thì sẽ để lại một lớp tint hồng đỏ tươi tắn, hơi neon một xíu. Đây cũng chính là cây son khiến mọi người hỏi mình nhiều nhất trong video detox nè. Theo trải nghiệm của mình thì son sẽ khiến môi bạn khô lại rất nhiều vào ngày hôm sau. Màu son có base hồng neon rất là nhiều nên cũng sẽ có nhiều bạn không thích đây. Puro đã là cây son cuối cùng trong bộ sưu tập màu son đỏ của mình. Các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu như video ngày hôm nay có một chút ít lỗi nào đó khiến các bạn cảm thấy khó chịu khi quay video thì hãy comment ở dưới để cho mình biết nha. Hãy đóng góp ý kiến cùng với mình để cho video của mình ngày càng phát triển hơn nha. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết cái video này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!